Xin chào các bạn, rất vui khi được gặp lại các bạn ở trong video ngày hôm nay. Trước tiên là Hưng xin phép được đeo khẩu trang để thực hiện đúng 5K phòng tránh dịch cùng với mọi người. Trong video ngày hôm nay thì Hưng xin chia sẻ với các bạn cách để download tức là tải một video ở trên ứng dụng TikTok về mà không có logo của người đăng video, cũng như là không làm giảm dung lượng của video để các bạn có thể đăng lên các trang mạng xã hội khác hoặc là news về để xem. Thì hiện nay TikTok đang là một cái ứng dụng rất được nhiều người quan tâm vì nó đưa ra những cái video ngắn để cho các bạn trải nghiệm xem giải trí rất là vui. Thì đầu tiên là các bạn vào TikTok, các bạn tìm đến những cái video nào mà các bạn thích. Đây mình ví dụ với video này chẳng hạn, thì mình sẽ vào phần mũi tên chia sẻ này, các bạn kích vào copy link. Sau khi đã sao chép liên kết xong thì các bạn thoát ra và vào trang trên. Thì mình ở đây mình đã để vừa nãy mình mới vào trang này thì nó vẫn còn new, nhưng mà các bạn có thể đánh chữ snaptic.app.vn. sau khi vào trang thì các bạn dán cái đường link mà vừa copy và sau đó ấn vào chữ download, đợi trong giây lát thì là Snap sẽ lấy được cái link để download ba video của các bạn về. Thì trong này Snap cho các bạn 3 link để tải. Nếu các bạn download link đầu tiên lỗi thì các bạn có thể sử dụng 2 link bên dưới. Mình thường download link trên là được. Các bạn kích vào link tải. Ok, video đã được tải xuống. Mình bật cho các bạn xem nhé. Đây. Mình đã tải được video trên TikTok xuống một cách rất nhanh và đơn giản, không có logo của người đăng video nhé các bạn. Đấy, và video độ phân giải rất là đẹp. Đây. Trên đây là mình đã chia sẻ với các bạn cách để tải video trên TikTok về máy một cách nhanh nhất và không có logo cũng như không có bị làm giảm dung lượng của video. Rất mong là video của mình hữu ích, đem lại cho các bạn một trải nghiệm mới. Các bạn thấy hay thì nhớ like, share và đăng ký kênh của mình nhé. Các bạn cần tìm hiểu về vấn đề gì hay là muốn mình chia sẻ cái gì về công nghệ hay là bất cứ một cái gì, các bạn có thể comment ở dưới. Nếu mà mình biết thì mình sẽ chia sẻ cho các bạn ở video tiếp theo. Xin chào và hẹn gặp lại các bạn.